Chào mừng các bạn đến với kênh của Tiến Vlog. Kênh của mình sẽ chia sẻ các video về chăm sóc sức khỏe cho mọi người, các bài thuốc nam, các bài thuốc dân gian để mọi người cùng tham khảo, hoặc là giới thiệu đến các bạn những món ăn nhà quê và cũng có thể là những mèo vặt công nghệ. Nói chung, tùy thời điểm và sở thích từng giai đoạn mà Tiến sẽ làm các chủ đề khác nhau. Mọi người hãy like, đăng ký và chia sẻ kênh Tiến Vlog giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người.